Con rắn với cú đớp có thể giết chết 400 người. Với cú đớp chứa lượng nọc độc đủ giết 400 người, con rắn tên Curry Clone ở Úc khiến nhiều người run sợ. Công viên bò sát Úc, một sở thú ở New South Wales, cách Sydney 50 km về phía bắc, cho biết con rắn nuôi tại đây, con cyclone, được biết rắn tai ban ven biển, đã qua phun hơn 5,2 gam nọc độc. Nọc độc này có thể gấp 3 lần trung bình một con rắn tai ban ven biển tạo ra và đủ giết chết 400 người. Cyclone là một trong những con rắn nguy hiểm nhất thế giới của chúng tôi ở công viên, được biết là khá khó đoán và khiến tất cả chúng tôi luôn cảnh giác. Cũng theo công viên này, với lượng nọc độc kể trên, Cyclone đã phá kỷ lục thế giới về lượng nọc độc được sản xuất trong một lần. Kỷ lục trước đây thuộc về con tai ban ven biển khác, cũng được công ty Whiplash, nó đã phun ra 4,9 năng độc trong một lần phun vào năm 2022. Công viên bò sát Úc là cơ sở duy nhất ở Úc lấy lọc độc rắn tai ban để sản xuất thuốc kháng sinh. Các nhân viên ở đây lọc độc của nhiều loài rắn độc khác nhau, trong đó có rắn nâu phương đông, rắn hổ, rắn tử thần và rắn đen bụng đỏ. Sit amount the venom in their time. Is the amount produced by the unavailable quattro tai ban and the end up to skin 400 people. Cyclone is one of our most dangerous. Select as a pack close to be quiet. Under keep the and the keep us on. And the outdoor. Pinnacle Overreaction Managan and the Australia says the statement shared with the Leaf Science. According to the bat, with about a mile the venom, Cyclone has broken the world record for the amount of villain produced of one time. Rắn tai ban ven biển là một trong những loài rắn có độc nhất thế giới. Theo bảo tàng Úc, chúng có nguồn gốc từ các vùng ven biển ở phía Bắc và phía Đông Úc, thường dài đến 2 mét. Tai ban ven biển có đầu hình chữ nhật và mũi nhạt, có đôi mắt lớn màu nâu cam. Cơ thể chúng có nhiều màu sắc khác nhau, từ vàng đến nâu đỏ, nâu đậm và thậm chí là gần như đen.